Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 114. Sát khí trên người họ khó có thể thanh trừ, 90% đều sẽ chết trong kiếp thiên phách, nhưng một khi sống sót sẽ cực kỳ đáng sợ. Mạc Hàn nhìn túi trữ vật trên mặt đất, lẩm bẩm, tuy Nhật Diệu chi địa này không bằng Ngũ Đại Tinh Diệu chi địa, nhưng cao thủ không nhiều, chất lượng bảo tàng không đủ thì bù đắp bằng số lượng. Chỉ cần mình giết đủ nhiều, thu hoạch sẽ nhiều hơn ở Hỏa Diệu chi địa rất nhiều. Hắn ta trông có vẻ tục tằn nhưng lại suy nghĩ rất tinh tế. Sau khi nhặt hết túi trữ vật dưới mặt đất, Mạc Hàn ngẩng đầu nhìn qua, khẽ nhíu mày. Phạm vi di tích Long Thành quá rộng, nếu dị tượng Nhật Diệu chi linh không xảy ra, để tìm được quả thật như mò kim đáy biển. Điều này làm hắn ta hơi bực bội, nhưng khi mấy bóng người xuất hiện trong tầm mắt, hắn ta lại bắt đầu phấn khích. Hắn ta không có ý định tìm bảo bối ở thành Hỏa Vũ, bảo bối sẽ có người khác đi tìm, hắn ta chỉ cần giết người là đủ rồi. 3 ngày sau, trong một di tích tông môn đổ nát, Lâm Nhất đang đứng trước hơn 30 đóa hoa lưu quang kim trản, nhưng hầu hết đều là màu trắng và màu lam, màu tím ít hơn. Còn hoa lưu quang kim trản màu vàng cực phẩm, Lâm Nhất chỉ mới tình cờ gặp 3 ngày trước, sau đó không thấy nữa. Những đóa hoa kim trản trước mặt này, một nửa là Lâm Nhất tìm được, nửa còn lại là giết người cướp được. Số lượng đan tinh nguyên mà hắn đang có đạt tới con số đáng sợ 130 vạn, thu hoạch khổng lồ này khiến hắn hơi giật mình. Hắn chợt hiểu vì sao nhân tài kiệt xuất của các giới vực cấp cao lại tàn bạo như thế. Chỉ tự mình tu luyện để tích lũy đủ đan tinh nguyên thì quá rắc rối, giết người cướp của vẫn nhanh hơn. Đối với Lâm Nhất thì không cần phải như vậy. Hắn sẽ không chủ động gây sự với người khác, nhưng nếu ai động vào hắn, hắn sẽ không ngại ra tay giết. Lâm Nhất đặt hộp đựng kiếm trên lưng xuống, vừa mở ra đã có một bức họa hiện ra, những cánh hoa bé nhỏ bay múa quanh người hắn như những đốm lửa nhỏ. Keng! Lâm Nhất đưa tay rút kiếm táng hoa ra. Thân kiếm ánh lên tia sáng lạnh lẽo, hương hoa nuôi dưỡng tạo thành những hoa văn tự nhiên cổ xưa trên thân kiếm, nhìn kỹ sẽ thấy chúng rất phức tạp, loáng thoáng có đạo vận ẩn giấu trong đó. Đạo vận ấy ẩn chứa đại thế kinh khủng, mơ hồ khiến người ta cảm thấy như có sức bùng nổ nào đó sắp được khôi phục. Những hoa văn này giống như linh văn do thiên nhiên tạo nên, kỳ diệu thật đấy. Lâm Nhất quan sát thân kiếm phát sáng, nhẹ giọng lẩm bẩm, có lẽ kiếm táng hoa có không ít bí mật. Làm thuộc tính mộc tự nhiên, để có linh tính như thế thì phải trải qua sự mài giũa của cao nhân mới được. Có lẽ nó đã từng có vinh quang vô tận, có thể gọi là vua của các loại kiếm, dù giờ đây có toát ra khí thế cũng không bằng thời kỳ đỉnh cao của nó. Đợi đến khi ngươi trở thành đạo binh thì chắc hẳn sẽ có một phần phong thái của vua các loại kiếm. Vẻ chờ mong thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, nhiều hoa lưu quang kim trản thế này hẳn sẽ đủ cho kiếm táng hoa thăng thành đạo binh. Xoạt, thân kiếm chui vào vỏ, Lâm Nhất nghiền nát cánh hoa giải đầy hộp đựng kiếm rồi đặt kiếm vào hộp. Khi Lâm Nhất đeo hộp đựng kiếm lên lưng, mặt đất dưới chân rung chuyển, tiếng ầm ầm vang dội văng vẳng bên tai. Tiếng động vọng lại từ xa, nhưng bên tai Lâm Nhất nó vẫn lớn đến đáng sợ. Đặc biệt là cú rung lắc dưới chân này, ngay cả không gian cũng bắt đầu dao động, Lâm Nhất loạng choạng một lúc mới cố đứng vững lại. Lại có dị bảo xuất hiện ư? Lâm Nhất giữ vững người, nhìn về phía phát ra tiếng động, trầm tư suy nghĩ. Hắn đã gặp trường hợp này không ít lần, có thể là cung điện dưới mặt đất, chấn động làm cho cát vàng xuất hiện trên mặt đất. Lâm Nhất đã ở trong di tích này 7-8 ngày, từng gặp rất nhiều trường hợp náo nhiệt. Hắn tập trung đi thu thập hoa lưu quang kim trản, những trường hợp náo nhiệt này chỉ thoáng nhìn từ xa, không muốn can thiệp vào. Lâm Nhất nhắm mắt lại, hắn đã thu thập đủ hoa kim trản. Tham gia vào mấy trường hợp náo nhiệt này trước khi Nhật Diệu chi linh hiện thế cũng tốt. Nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cơn chấn động lớn thế này. Đi xem thôi nào. Lâm Nhất nhẩm niệm, dùng cây tạo gió, mây xanh hóa sấm. Lốc xoáy tử điện hơn 10 trượng nổi lên từ dưới chân, chớp mắt đã cuốn hắn lao đi. Tốc độ phong lôi vô cùng nhanh. Nhưng dù vậy, Lâm Nhất cũng phải bay lên không trung nửa khắc mới chậm rãi dừng lại. Cách đó 1 vạn mét, một tòa lầu đá 3 tầng cao gần 1000 mét nằm dưới một thung lũng rộng lớn. Đỉnh lầu bị gãy ngang, có lẽ vào thời thượng cổ tòa lầu đá này không chỉ có 3 tầng,
nhưng tính ra có thể giữ cho tòa lầu đá hoàn chỉnh như thế là một chuyện khá hiếm thấy trong di tích Long Thành. Hầu như hắn chưa từng gặp tòa cung điện nào cao hơn 2 tầng. Đây cũng là lầu bảo tàng của gia tộc nào đó ở Long Thành năm đó, nó được dùng để cho đệ tử hậu bối chọn tài nguyên, cũng là một loại biểu tượng nào đó của gia tộc. Sau khi đến gần, Lâm Nhất mới phát hiện dưới lầu bảo tàng có rất nhiều người đang tập trung thám thính tình hình. Ha ha, giới vực Hồng Sơn có gì đặc biệt hơn người, chỉ có mỗi 2 cao thủ thiên phách nhất trùng thiên chấn thủ, có thể so sánh với giới vực Phi Phong à. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mơ hay lắm, bảo khố này ai cũng có phần, đừng ai hòng độc chiếm. Lúc này có người không nhịn được xung phong mở cửa đá ra, ngay lập tức châm ngòi thuốc nổ. Chân nguyên sao động, các loại sát chiêu được thi triển, trong tích tắc đã chém giết nhau điên cuồng. Xoạt, Lâm Nhất hạ xuống theo lốc xoáy tử điện, nhìn lướt qua đám người đang đánh nhau, đi thẳng về phía lối vào lầu bảo tàng. Nháy mắt chỉ còn cách cánh cửa này chưa tới 100 mét. Vù! Trong khoảnh khắc này, đám người đang đánh nhau lập tức dừng tay lại, đồng loạt nhìn về phía Lâm Nhất. Tiểu tử này từ đâu ra thế? Cảnh giới bán bộ thiên phách mà dám tới Thành Hỏa Vũ tham gia náo nhiệt. Chắc là một thằng điên, muốn đi vào lầu bảo tàng ngay trước mặt chúng ta, tưởng chúng ta không nhìn thấy à? Một thằng vô dụng cần gì phải nhiều lời, cứ giết là được. Mọi người đánh nhau tạm thời chưa thể quyết định thắng bại, nhưng nếu ai tự tiện lại gần cửa đá nhất định sẽ bị mọi người hợp sức giết chết. Không biết sống chết. Lâm Nhất thầm cười khẩy, nếu không phải hắn không muốn lạm sát kẻ vô tội, những người này thậm chí còn không có cơ hội nói chuyện, tất cả đều sẽ chết. Bây giờ họ gây sự với hắn, hắn cũng không để bụng, thử xem kiếm táng hoa sắc bén ra sao. Cút! Nhưng bỗng có một tiếng khịt mũi vang lên. Giọng nói ấy như đánh mạnh vào ngực mọi người. Lúc này có người cảm thấy lục phủ ngũ tạng sôi trào, sắc mặt trắng bệch, hộc ra một búng máu. Một lũ kiến hôi. Hắn vừa dứt lời, phong vân biến ảo, thiên địa thất sắc. Một tia quyền mang thuần túy khổng lồ được ngưng tụ từ chân nguyên màu tím, ngoài 5 ngón tay siết chặt, quyền mang còn biến ra một nửa cánh tay. Cánh tay ấy quấn đầy những sợi xích hỏa diễm cuồn cuộn. Xiềng xích va chạm phát ra tiếng động khiến màng nhĩ người ta run lên. Phụt! Trong nháy mắt đã có hơn 10 người bị quyền mang đánh chết ngay tại chỗ, những người còn lại chỉ bị dư chấn quét qua cũng hộc máu điên cuồng. Chỉ chốc lát, chỉ còn khoảng hơn 10 cao thủ thiên phách nhất trùng thiên có thể miễn cưỡng đứng vững, mặt không đổi sắc. Nhưng những người này đều có vẻ mặt trông rất khó coi, trong mắt tràn đầy kiêng dè. Hiện trường còn ồn ào vừa rồi lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Mạnh quá! Lại yêu nghiệt giới vực cấp cao. Quyền như hạo nhật, tử diễm ngập trời, đây là trần khung của giới vực tử dương. Đi, 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 đi! Đám người bị đánh bay run lẩy bẩy, chỉ sợ bị liên lụy, vội vàng bỏ chạy. Từ xưa đến nay, hầu như các võ giả trong Thành Hỏa Vũ đều nằm trong tay giới vực cấp cao. Từ lâu hung danh của họ đã khắc sâu trong lòng mọi người như ác mộng. Trong tích tắc, đám đông đang náo nhiệt lập tức chạy ra thật xa. Các cao thủ thiên phách nhất trùng thiên còn đứng vững nghiến răng chịu đựng, ánh mắt chợt lóe, sắc mặt thay đổi liên tục. Bắt họ cứ thế từ bỏ thì không dễ đâu. Dư chấn từ quyền mang dao động làm bụi đất tung bay. Trong làn bụi này, một bóng dáng màu tím chậm rãi bước tới, đó chính là trần khung của tử dương giới. Dầm. Khi hắn ta lại gần, áp lực trên người mọi người càng thêm nặng nề, trông có vẻ rất vất vả. Trần khung cùng là cảnh giới thiên phách nhất trùng thiên, nhưng chân nguyên trong người hắn ta mạnh mẽ và bành trướng, chói chang như ánh mặt trời, như thể thứ đang tới gần là mặt trời chứ không phải một người. Rực rỡ, chói mắt. Đi. Sau khi trần khung xuất hiện hoàn toàn, áp lực kinh khủng kia đạt tới mức cao nhất, mấy người lập tức thay đổi sắc mặt. Không dám ở lại nữa mà nháo nhào tản đi. Trong nháy mắt, trên mảnh đất trống này chỉ còn lại một mình Lâm Nhất. Còn ngựa huyết long thì đi vòng quanh đống thi thể, ngậm một chiếc túi trữ vật trong miệng. Nó đang chọn lựa trong những chiếc túi trữ vật khác, lục lọi lấy đi những bảo bối quý giá trong đó mới vứt. Con ngựa ngốc này đi theo Lâm Nhất lâu ngày cũng trở nên kén cá chọn canh hơn. Trông nó như đang lựa hàng hóa, trong mắt thường lộ ra vẻ khinh thường. Hiển nhiên đang nói là một đống rác rưởi. Thỉnh thoảng tìm được đồ tốt,
nó nhe hàm răng trắng sáng cười ngây ngô. Đợi sau khi tìm xong, nó mới hài lòng nuốt một đống túi chữ vật vào trong bụng mình. Đám người đã đi xa ngoảnh đầu lại nhìn thì hoảng sợ, há to miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào. Đây, đây, tiểu tử này điên rồi sao? Trời ạ, gặp Trần Khung không đi thì cũng thôi, thế mà còn dám để cho ma sủng của mình đi thu gom túi chữ vật. Chết tiệt, con Long Miêu này quá đê tiện. Mọi người vô cùng tức giận, trong số những người chết có rất nhiều người là đồng đội của họ, nhưng tất cả đều bị con Long Miêu này lấy hết, thậm chí nó còn khinh bỉ cười cợt. Trần Khung của Tử Dương Giới nhìn đống thi thể dưới đất, sau đó nhìn qua ngựa huyết long, lại nhìn Lâm Nhất, kinh ngạc hỏi, gặp ta mà không chạy trốn, còn dám đứng trước mặt ta, ngươi không muốn sống nữa sao? Hắn ta ngây người một lúc mới định thần lại, chỉ là một tên bán bộ thiên phách, vô dụng trong vô dụng, sâu kiến trong sâu kiến. Gặp hắn ta không chạy thì cũng thôi, không ngờ còn dám để ma sủng của mình thu hết túi chữ vật trước mặt hắn ta. Những kẻ chỉ cần một quyền là đánh chết này không có giá trị gì lớn trong mắt hắn ta, nhưng dù sao thì những chiếc túi chữ vật này cũng thuộc về Trần Khung hắn ta. Soạt. Hắn vừa dứt lời, mọi người lập tức ồ lên, tiểu tử này thật to gan, vơ vét những chiếc túi chữ vật này thì cũng thôi, thế mà còn muốn vào lầu bảo tàng. Con người Trần Khung co rụt lại thật mạnh, lộ ra ánh mắt đáng sợ, hắn ta cười khẩy, ta có thể cảm nhận được trên người ngươi có kiếm ý rất mạnh. Tiếc là ngươi không biết thực lực của giới vực cấp cao đáng sợ đến mức nào. Trên con đường thông thiên, số lượng những kẻ được gọi là thiên tài như ngươi đã chết trong tay ta không dưới 100 người. Các hạ đừng nói nhảm, cứ ra tay luôn đi. Lâm Nhất lười phải nói nhiều, nhân tài kiệt xuất của giới vực cấp cao luôn không để ai vào mắt, không cho họ một bài học thì họ sẽ luôn nghĩ mình cao cao tại thượng, vô địch thiên hạ. Ngươi nói nhảm nhiều quá rồi đấy. Những lời nói vô cảm của Lâm Nhất khiến đám người ở phía xa khẽ biến sắc, cảm thấy hơi khó thở. Chỉ là một tên bán bộ thiên phách đến từ giới vực cấp thấp mà lại dám nói như vậy với Trần Khung, không thể tưởng tượng nổi. Trần Khung lập tức tối sầm mặt, vẻ ngạc nhiên chợt thoáng qua trong mắt, hắn ta chưa gặp tình huống này bao giờ. Kiếm ý của đối phương quả thật khá đáng sợ, nhưng với tu vi bán bộ thiên phách, cùng lắm thì hắn chỉ mới lĩnh ngộ kiếm ý thông linh. Một người như thế này, hắn ta chỉ cần một quyền, không thành thịt nát thì cũng sẽ tan thành cặn bã, hắn ta không biết Lâm Nhất lấy đâu ra tự tin. Kẻ điên, thằng đần. Con đường thông thiên có rất nhiều người không sợ chết, nhưng không có ai ngu đến mức chịu chết một cách vô lý. Lẽ nào tiểu tử này có người chống lưng? Chuyện này thật khó tin. Mạch suy nghĩ chạy nhanh như điện, Trần Khung đột nhiên bật cười, khẽ nheo mắt, được, ta cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi đỡ được một quyền của ta mà không chết, ngươi sẽ có tư cách vào lầu bảo tàng này, cho ngươi đống túi chữ vật rác rưởi dưới đất này cũng không phải không được. Dù có khó tin thế nào, cuối cùng hắn ta vẫn chọn cách cẩn thận, tìm hiểu rõ lai lịch của Lâm Nhất. Ta đồng ý. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, suy tư một lát rồi gật đầu. Hắn chưa được giao đấu với nhân tài kiệt xuất của giới vực cấp cao lần nào, thử một lần cũng không sao. Có điều ở trong mắt Trần Khung, hành động này lại khiến hắn ta mất mặt, có vẻ như hắn ta đang cầu xin Lâm Nhất. Đồ khốn, đúng là không biết trên dưới. Sát ý lập tức lóe lên trong mắt Trần Khung, hắn ta hét lên, chân nguyên toàn thân phun trào. Chân nguyên ở vùng tử phủ và khí hải đồng thời sôi trào, sức mạnh khổng lồ tràn ngập toàn thân, tử quang nổi lên bốn phí, một hơi thở nóng rực phát tán ra xung quanh. Tử ngục ma quyền. Quyền mang đáng sợ vừa mới đấm chết hơn 10 người lại xuất hiện, quyền mang tử sắc như một ngọn núi nhỏ, một nửa cánh tay quấn xiềng xích bốc cháy lao đi. Răng rắc, xoạt. Gió lớn phả vào mặt khiến tóc Lâm Nhất thổi ra sau, quần áo bay phất phới, hắn như một con thuyền nhỏ giữa cơn gió lốc, có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào. Nhưng lúc này, hai đại kiếm quyết vận chuyển cùng lúc, trong đôi mắt trong veo của Lâm Nhất có kiếm ý điên cuồng tích tụ. Leng keng. Tiếng kiếm đột nhiên vang lên. Trong không khí xuất hiện từng vết nứt, kiếm ý sắc bén vô song dường như xé rách cả không gian. Ánh sao chiếu xuống từ trên trời. Lâm Nhất đứng thẳng như kiếm, kiếm quang màu xanh và màu tím tỏa ra xung quanh, ánh sáng rực rỡ và chói mắt. Ông! Tiếng kiếm đủ vỡ vụn vang vọng bốn phương, vẻ kinh ngạc lập tức lộ ra trong mắt mọi người. Kiếm ý thông linh!
không ngờ lại là kiếm ý thông linh, đây là một con quái vật mới bán bộ thiên phách đã nắm giữ kiếm ý thông linh. Đúng như ta đã đoán. Nhìn thấy cảnh này, Trần Khung nhếch môi cười khẩy, kiếm ý thông linh thì thế nào, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, tất cả mọi thứ đều là hư ảo, đi chết đi. Keng, 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 keng. Vẫn chưa hết, ánh sao chiếu xuống từ trên trời càng thêm sáng ngời, phút chốc đã biến thành ba luồng ánh sao vô cùng rực rỡ, kiếm ý của Lâm Nhất điên cuồng mạnh lên, từ tiểu thành tăng vọt đến đại thành. Tay áo dài như mây, Lâm Nhất tung quyền đỡ lấy. Rầm rầm, tiếng chân nguyên nổ tung to lên gấp nghìn lần, lực chấn động điên cuồng ấy khiến mọi người dù ở xa cũng chịu đủ tra tấn, vô cùng đau khổ. Răng rác, quyền mang tử sắc và một nửa cánh tay lần lượt vỡ vụn, Trần Khung không kịp trở tay, bị đánh bay ra ngoài. Kiếm ý thông linh đại thành. Trần Khung nhìn Lâm Nhất chỉ lùi lại ba bước, nghiến răng la lên. Một chiêu này hắn ta chưa dùng hết toàn lực, nhưng đối phương không thi triển võ kỹ, không chỉ không chết, ngược lại còn vững vàng đỡ được một quyền này của hắn ta. Người này không thể giữ. Ánh mắt Trần Khung chợt lóe, sát ý trong mắt càng thêm nồng đậm, hoàn toàn quên mất lời hứa vừa rồi. Đến mà không trả lễ thì không hay. Không đợi hắn ta ra tay, Lâm Nhất đã hành động. Hỏa vân phần thiên thủ. Trên không trung xuất hiện vòng lửa vàng, 1, 2, 3, 6 hỏa ấn kim sắc cổ xưa đồng loạt xuất hiện. Bàn tay khổng lồ thò ra từ vòng sáng, ngay lập tức che khuất vùng trời này. Không xong. Dù Trần Khung định thần lại rất nhanh nhưng vẫn bị chiêu thức này làm cho trở tay không kịp, luống cuống tung ra hơn 10 tia quyền mang. Ầm ầm. Tiếng lửa cháy lốp bốp vang lên không ngừng, Trần Khung lập tức đánh vỡ sáu ấn cự thủ phần thiên này. Bùm. Nhưng hắn ta lại bị sóng khí ép không còn đường lui, đâm thẳng vào lầu bảo tàng. Cấm chế bảo vệ lầu bảo tàng lập tức mở ra, lớp ánh sáng màu tím chiếu xuống làm cho Trần Khung bắn ngược về lại. Phụt! Dưới hai đòn liên tiếp, đến khi hắn ta ngã xuống đất, khóe miệng hắn ta đã chảy máu. Cảm ơn vì đã nhường. Giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Nhất truyền tới. Trần Khung ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy bộ quần áo xanh của đối phương tung bay theo gió, trên vai là con long miêu lười biếng đang nằm. Trong đôi mắt khép chặt của nó dường như có tia sáng lạnh của hung thú thái cổ bắn ra, nhìn mà kinh hãi. Đôi mắt thiếu niên đang nhìn hắn ta trong veo và kỳ ảo, sâu thẳm và lạnh lùng. Trần Khung đứng dậy lau máu trên khóe miệng, sát ý trong mắt đã biến mất, một lời đã nói ra, bốn con ngựa có rượt cũng không kịp. Phụ túi chữ vật này ta sẽ không truy cứu, nhưng nếu người nghĩ nắm giữ kiếm ý thông linh đại thành là muốn làm gì thì làm thì có thể thử xem. Để xem ai mới có thể cười đến cuối cùng. Yên tĩnh như chết. Mọi người ở phía xa choáng váng, họ vừa nghe gì thế, Trần Khung của giới vực Tử Dương lại nhượng bộ ư. Trong câu nói ấy có ẩn ý, rõ ràng đang bảo tới đây là dừng, không muốn tiếp tục ra tay thăm dò giới hạn của hắn. Nhân tài kiệt xuất luôn cao cao tại thượng, coi người khác như sâu kiến, tùy ý sỉ nhục và chém giết của giới vực cấp cao mà lại nhượng bộ trước mặt một kẻ bán bộ thiên phách của giới vực cấp trung ư. Điều này thật khó tin, mới vừa rồi họ còn bị Trần Khung đuổi như đuổi gia súc. Mới vừa rồi họ còn bàn bạc, muốn giết tên kiếm khách áo xanh gan to bằng trời. Không ngờ lúc này tất cả mọi thứ lại xoay ngược. Nếu họ thật sự ra tay với vị kiếm khách áo xanh này, vừa nghĩ tới đây, mọi người sợ run bần bật. Nếu họ ra tay thật, chỉ sợ sẽ không còn một ai sống sót. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn vào mắt đối phương, vẻ khó hiểu hiện lên trên mặt, muốn làm gì thì làm. Lời này cũng không sai, kiếm ý thông linh đại thành quả thật không thể muốn làm gì thì làm, nhưng nếu là kiếm ý thông linh viên mãn đỉnh phong, với sự hỗ trợ của uy áp thương long, cộng thêm trảm thiên tam kiếm, ở trong di tích thành hỏa vũ này chưa chắc không thể muốn làm gì thì làm. Hô! Trong không khí có tiếng xé gió vang lên. Một bóng dáng màu nâu nhanh chóng lao tới từ phía xa. Hơi thở cuồng bạo ấy phun trào, tầng mây như bị một thanh kiếm sắc bén chém thành hai nửa. Tiên Vân Chân. Nhìn thấy người nọ từ xa, Trần Khung lập tức thay đổi sắc mặt, lén nhìn Lâm Nhất. Thấy đối phương có vẻ chưa nghe nói về người này, hắn ta bèn trầm giọng, hắn ta là nhân tài kiệt xuất của giới vực Vạn Mang, giới vực này có thực lực không thua kém gì giới vực Huyết Cốt của Phong Vô Kỵ và giới vực Hắc Viêm của Mạc Hàn. Với hắn ta, dù trong tay không có đạo binh,
10 người đứng đầu bảng Thương Long cũng không dám tự tiện ra tay với hắn ta. Lần này, trong số 10 yêu nghiệt đứng đầu bảng Thương Long của giới vực cấp cao có tổng cộng 4 người đến thành Hỏa Vũ. Phong Vô Kỵ của giới vực Huyết Cốt, Mạc Hàn của giới vực Hắc Viêm, Thạch Phong và Trần An của U Vân giới, trong tay mỗi người đều có một món đạo binh hạ phẩm. Nếu Tiên Vân Chân thật sự có thể đánh đồng với 4 người này thì có lẽ thực lực rất đáng sợ. Soạt, ánh sáng lóe qua, Tiên Vân Chân xuất hiện trước lầu bảo tàng, đảo mắt nhìn về phía Trần Khung. Ngươi muốn độc chiếm hay chia đều với ta? Ở di tích thành Hỏa Vũ này, giữa nhân tài kiệt xuất của các giới vực cấp cao đều có phần kiềm chế lẫn nhau, chưa đến bước cuối cùng thì rất khó ra tay. Họ đều biết rõ rằng giới vực mà mình đại diện có thực lực đáng sợ cỡ nào. Một khi giết người của đối phương ắt sẽ khiến cả giới vực điều động toàn bộ lực lượng. Nếu hai giới vực cấp cao liều mạng với nhau, cả hai phe đều không thể chấp nhận được hậu quả. Tiên Vân Chân rõ ràng có thực lực mạnh hơn Trần Khung, nhưng khi thấy đối phương là người phát hiện lầu bảo tàng trước, trong mắt hắn ta có phần bực bội. Nếu là giới vực cấp trung thì hắn ta đã giết luôn rồi. Nhưng giới vực Tử Dương sau lưng Trần Khung không dễ chọc, dù thực lực cao hơn đối phương. Hắn ta cũng không tiện ra tay. Vân Chân công tử đã đến thì làm sao ta dám độc chiếm? Trần Khung bình tĩnh cười đáp, nhưng không phải chia đều, còn phải thêm một người nữa. Hắn! Tiên Vân Chân nhìn sang Lâm Nhất, ánh mắt chợt lóe như có điều suy nghĩ. Hắn nắm giữ kiếm ý thông linh đại thành, so một chiêu với ta cũng coi như cân sức ngang tài, Trần Khung sắp xếp lại từ ngữ, thận trọng trả lời. Cân sức ngang tài. Tiên Vân Chân nhìn Trần Khung bằng ánh mắt đầy ẩn ý, cười bảo, sao ta lại cảm thấy ngươi đã chịu thiệt không nhỏ nhỉ? Ha ha, vậy nếu ngươi có gan thì thử ra tay với ta xem, để xem rốt cuộc ta có chịu thiệt hay không? Trần Khung thản nhiên cười, không muốn bị yếu thế. Không cần, dù sao đi vào lầu bảo tàng này đều phải dựa vào bản lĩnh, hắn tên là gì? Tiên Vân Chân hỏi. Trần Khung ngẩn ra, không trả lời được. Lâm Nhất đến từ Huyền Hoàng giới. Lâm Nhất bình tĩnh đáp. Lâm Nhất thầm hiểu, hắn đã phát hiện ra manh mối, những người của giới vực cấp cao này khá chú trọng xuất thân. Nếu xuất thân từ giới vực mạnh, dù thực lực không mạnh thì cũng sẽ nhún nhường. Nếu xuất thân từ giới vực vô danh, họ sẽ không để vào mắt. Vào trước rồi nói, nếu Lâm Huynh không để bụng thì hãy phá cửa này đi, để cho ta được chứng kiến kiếm ý thông linh đại thành. Tiên Vân Chân bình thản nhìn qua. Người này có khí thế mạnh, lòng dạ thâm sâu không phải Trần Khung có thể so sánh, chỉ với dăm ba câu đã nắm quyền nói chủ động. Hắn ta nói câu này vừa có ý thăm dò Lâm Nhất, vừa có ý ra oai phủ đầu. Ngươi và Trần Khung cân sức ngang tài thì sao? Kiếm ý thông linh đại thành thì thế nào? Ta bắt ngươi đi phá cửa, ngươi vẫn phải ngoan ngoãn phá cửa, sau khi vào lầu bảo tàng, biết điều thì bớt tranh giành với ta. Dù Lâm Nhất có đi phá cửa hay trở mặt rời đi thì cũng rơi vào thế yếu. Nếu không phá được cánh cửa này thì càng bất ổn hơn, chỉ sợ hắn ta sẽ lập tức ra tay giết người. Trần Khung thầm kinh hãi, tiểu tử này không hổ danh là người khiến Phong Vô Kỵ và Mạc Hàn cũng không dám tự tiện đắc tội. Một câu đã đùa bỡn Lâm Nhất trong lòng bàn tay, quả thật khá đáng sợ. Nhưng hiển nhiên hắn ta đã coi thường Lâm Nhất. Chút thủ đoạn này ở trước mặt hắn chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Sao nào, Lâm Huynh không muốn giúp à? Tiên Vân Chân nhìn về phía Lâm Nhất, cười nói tiếp, có điều ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng. Dù ngươi có muốn hay không thì cũng phải ngoan ngoãn phá cái cửa này cho ta, hắn ta sẽ không khách sáo như Trần Khung. Không phải hắn ta cố ý làm khó đối phương, mà đó là bản năng rồi. Sự khinh thường của giới vực cấp cao với giới vực cấp thấp đã hằn sâu vào trong xương tủy, cũng giống như Trần Khung vậy. Nếu không vì bị Lâm Nhất dạy dỗ, hắn ta cũng sẽ không biết điều như bây giờ, nhưng sâu trong lòng cũng khó đảm bảo là không thù hận. Lâm Nhất nhìn về phía lầu bảo tàng, bình tĩnh nói, không phải là không muốn, ta chỉ thấy tò mò, bình thường Vân Chân huynh đều phải đích thân làm những chuyện con mèo con chó cũng có thể làm thế này à. Nghe hắn nói thế. Trần Khung lập tức giật mình, Lâm Nhất này đúng là to gan. Lời nói nghe có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy mùi thuốc súng, gây hấn trực diện, hoàn toàn không kiêng dè thân phận và thực lực của đối phương. Nền tảng của vạn mang giới khá là đáng sợ, thực lực của Tiên Vân Chân càng không thể coi thường, chỉ cần vượt qua kiếp thiên phách nhị trọng,
chắc chắn sẽ có tư cách tranh giành vị trí trong bảng Thương Long. Nụ cười trên mặt Tiên Vân Chân trở nên cứng đờ, người này đang châm chọc hắn ta là không bằng con mèo con chó. Tâm trạng Tiên Vân Chân lập tức trở nên nặng nề, hắn ta cười nói, ta cũng muốn xem con mèo con chó nào có thể phá hủy cấm chế tàn dư trong Long Thành Thượng Cổ. Nếu không thể tìm ra, thì vẫn phải nhờ Lâm huynh vất vả làm việc của con mèo con chó rồi. Lâm Nhất lạnh nhạt nói, rất không trùng hợp là ta vừa khéo có một con mèo. Chỉ trong nháy mắt, ngựa huyết long trông chưa cao bằng nửa cánh tay lại bộc phát ra khí thế đáng sợ như long viên thượng cổ. Rắc, một âm thanh lớn vang lên, đầu tiên là cấm chế còn lại của lầu bảo tàng bị hủy, sau đó thì cánh cửa bị cú đấm này làm vỡ tan. Sắc mặt Tiên Vân Chân lập tức trở nên vô cùng khó coi, ý đồ ra oai phủ đầu với Lâm Nhất hoàn toàn thất bại, còn bị đối phương lấy ma sủng ra sỉ nhục. Đây là lần đầu tiên hắn ta nếm trải cảm giác thất bại như thế từ một võ giả của giới vực cấp thấp. Ta đi trước đây. Lâm Nhất không để tâm đến hai người, hắn nhìn về phía lối đi rộng mở trong lầu bảo tàng, đi thẳng vào trong. Đi thôi. Trần Khung và Tiên Vân Chân lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo. Mọi người từ đầu đến cuối vẫn còn quyến luyến không thôi với lầu bảo tàng ở phía xa, thấy Lâm Nhất đi vào cùng với Trần Khung và Tiên Vân Chân thì đều vô cùng ngạc nhiên. Tên này thật sự vẫn đi vào. Hắn ta không sợ chết à mà dám đi cùng với người của giới vực cấp cao. Hay là chúng ta cũng thử đi. Người điên à, không thấy cú đấm của Trần Khung khi nãy chúng ta đã không chịu được rồi ư, ta dám cược Lâm Nhất này chắc chắn không thể sống sót ra ngoài. Đúng thế, người của giới vực cấp cao đều rất tàn nhẫn, sao có thể dễ dàng để hắn lấy đi bảo bối trong lầu bảo tàng được. Ánh mắt mọi người nóng rực, bàn tán xôn xao. Nhưng cuối cùng vẫn không có ai dám bước vào lầu bảo tàng. Bọn họ cũng không hề xem trọng Lâm Nhất vừa đi vào, cảm thấy hắn không thể nào sống sót trở ra. Trong lầu bảo tàng, sau khi Lâm Nhất đi vào, hắn lập tức cảm nhận được một hơi thở lạnh lẽo kéo đến, cả người rét căm căm. So với nhiệt độ nóng bực bên ngoài, sự lạnh lẽo ở nơi này thật sự hơi đáng sợ, không gian u ám mang theo cảm giác kỳ lạ. Có kiếm ý hộ thể. Lâm Nhất cũng không suy nghĩ nhiều, hắn ôm lấy ngựa huyết long nhanh chóng đi vào sâu bên trong. Người đâu rồi? Sau khi đi vào, Trần Khung và Tiên Vân Chân phát hiện Lâm Nhất đã đi xa, lối đi trong lầu bảo tàng này còn giống như mê cung, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Hơi thở còn sót lại trong không khí cũng vô cùng mờ nhạt. Bầu không khí âm u trong điện khiến hai người đều hơi nổi da gà. Tạm thời đừng quan tâm đến Lâm Nhất nữa. Muốn đi cùng nhau không? Trần Khung nhíu mày hỏi Tiên Vân Chân, nơi này khiến hắn ta cảm thấy kỳ lạ, không muốn mạo hiểm đi một mình. Đi cùng đi. Đi không được bao xa, giữa không gian u ám đột nhiên có từng đợt hào quang màu xanh lá bắn ra, hệt như lệ quỷ. Hai bên lối đi bỗng xuất hiện thi quỷ mặc trên người trang phục rách nát của người hầu xông về phía hai người họ. Là ma cương. Tiên Vân Chân biến sắc, thấp giọng nói. Chắc hẳn khi còn sống, những người này là người hầu trong lầu bảo tàng, nhưng sau khi chết đi lại bị ma khí xâm nhiễm, một lần nữa sống lại. Sát! Hai người đều tỏ thái độ cực kỳ quyết đoán, đồng loạt ra tay nghênh đón ma cương vọt đến từ bốn phía. Động tác của ma cương có hơi cứng nhắc, nhưng khi bộc phát thì tốc độ lại vô cùng nhanh, quanh thân tràn ngập khí ăn mòn. Thân thể bọn chúng cứng rắn như sắt thép, trừ phi lập tức đánh chúng chỗ hiểm hoặc trực tiếp đánh bại chúng. Nếu không, khó mà tiêu diệt được đám này trong thời gian ngắn. Trần Khung và Vân Chân đều có sát chiêu có thể giết ngay lập tức, tuy nhiên, tiêu hao quá lớn nên bọn họ cũng không định dùng đến. Sau một hồi cố hết sức, hai người mới giải quyết hết toàn bộ ma cương với số lượng hơn 10 con. Quần áo của Trần Khung bị xé toạc một đường, nếu không bởi hắn ta có chân nguyên hùng hậu bảo vệ giúp cơ thể không bị thương thì e rằng giờ này trái tim đã bị móc ra rồi. Tình trạng của Tiên Vân Chân đỡ hơn một chút. Hắn ta nhìn thi thể ma cương trên mặt đất, sắc mặt nghiêm trọng, nơi này còn hung hiểm hơn nhiều so với di tích mà hắn ta đã thăm dò trước đó. Tuy nhiên, mày hắn ta chợt giãn ra, cười nói, tuy tên kia đi trước chúng ta một bước, nhưng một mình tiến về phía trước e rằng chịu không ít đau khổ đâu. Mặt Trần Khung không đổi sắc, hắn ta biết rõ vừa nãy Tiên Vân Chân bị Lâm Nhất làm mất thể diện, sợ là đến giờ vẫn chưa hết giận. Thế nhưng, hắn ta cũng có cái nhìn giống đối phương,
Tuy hắn ta từng thất thế khi giao đấu với Lâm Nhất nhưng trong suy nghĩ của người này, nếu chính thức ra tay thì sẽ không thua bởi đối phương. Cảnh giới của hai người chênh lệch quá lớn, nếu như dốc toàn lực, dựa vào kiếm ý thông linh đại thành, cùng lắm sau 50 chiêu, đối phương sẽ nghĩ biện pháp chạy trốn. Thế nên, một mình Lâm Nhất hành động trong lầu bảo tàng này e là nửa bước khó đi. Đi thôi, có lẽ bảo vật đều ở chủ điện, nơi đây hung hiểm như thế, ắt là thứ được cất giấu ở đây rất quý giá. Tiên Vân Trần chớp mắt, lộ vẻ hưng phấn. Sắc mặt Trần Khung cũng bắt đầu trở nên phấn khích, chạy thật xa đến Nhật Diệu chi địa vốn là vì số bảo vật này mà. So với suy đoán của hai người họ có phần khác biệt, Lâm Nhất tiến lên khá là thuận lợi. Thậm chí hắn không phải ra tay, chỉ để ngựa huyết long hình mèo đại sát tứ phương trong cung điện. Trong hình thái mèo, tốc độ bộc phát ở cự ly ngắn của nó nhanh đến mức Lâm Nhất suýt thì theo không kịp, chỉ thoáng thấy một cái bóng đen mờ ảo. Móng vuốt của nó vô cùng sắc bén, cứ như vuốt rồng đã được rèn luyện vô số lần, lợi hại mà cứng rắn. Môn công pháp yêu tộc chí thánh mà Nguyệt Vi Vi cho nó dường như được truyền thụ từ tộc Long Viên cổ xưa, giúp nó bộc phát lực lượng khiến người ta vô cùng sợ hãi. Bù đắp hoàn mỹ cho khuyết điểm lực lượng không đủ cuồng bạo dưới hình thái méo, có thể nói là quá sức đáng sợ. Ma Cương còn chưa kịp xông đến gần đã bị ngựa huyết long hóa thành một luồng sáng đen, dùng vuốt sắc xé thành vài mảnh, thoáng cái giải quyết một con Ma Cương. Trảm Thiên Tam Kiếm, nhất kiếm tất sát. Ma Cương với thân thể có thể sánh ngang bảo khí cao cấp nhất bị kén lôi khắc chế một cách hoàn mỹ, từng sợi kiếm tơ lẳng lặng thẩm thấu vào, kế đó, kén lôi bùng nổ, cơ thể Ma Cương từ trong ra ngoài bị nổ thành phấn vụn, hài cốt cũng không còn. Có thể nói Lâm Nhất tiến thẳng một mạch vào lầu bảo tàng, không chút trở ngại, Trần Khung và Tiên Vân Chân còn chưa kịp giết hết Ma Cương thì hắn đã đi đến chủ điện. Tạo nghệ huyền sư của Lâm Nhất chỉ có tam phẩm, hắn có thể miễn cưỡng nhìn ra linh văn trên linh phù có tác dụng phong bế. Thế gian này có rất nhiều thứ quý hiếm không cách nào đặt vào túi trữ vật, ví dụ như hộp đựng kiếm trên lưng Lâm Nhất. Mà đấy là còn may, có một vài món đan dược, dị quả không cách nào cho vào túi trữ vật được nếu không linh tính sẽ xáo mòn, giá trị sụt giảm một mảng lớn. Trước những cái dương kia là một ông lão đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, quần áo trên người ông ta hoàn toàn khác với trang phục người hầu của đám Ma Cương. Vèo! Móng vuốt của ngựa huyết long dương ra, tia sáng lạnh lóe lên khiến người ta có cảm giác âm u và hãi hùng. Để ta! Lâm Nhất gọi ngựa huyết long lại, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào ông lão Ma Cương. Ma Cương này cho hắn cảm giác rất mạnh, thậm chí khí tức còn mạnh hơn nhiều so với Trần Khung và Tiên Vân Chân. Đương nhiên, Lâm Nhất chưa thấy hai tên này chính thức ra tay nên chỉ có thể đoán đại khái. Nhưng dù là thế, hắn vẫn có thể khẳng định có không bằng thì cũng không kém hơn là bao. Ngựa huyết long thu vút lại, lùi về sau, cảnh giác quan sát bốn phía, ý định bảo hộ phía sau lưng Lâm Nhất. Nó cũng không quên lời của Nguyệt Vi Vi, lỡ mà Lâm Nhất có chuyện gì, không biết nữ ma đầu kia sẽ xử lý nó thế nào nữa. Nghĩ đến Nguyệt Vi Vi, ngựa huyết long bất giác rùng mình, càng lộ vẻ cảnh giác. Đôi mắt nhắm nghiền của ông lão trên bồ đoàn thoáng mở ra một khe hở, sau đó lập tức trừng to, hai luồng ma quang màu đen bắn ra, hệt như ác quỷ tu la trong địa ngục. Lâm Nhất biến sắc, hai luồng ma quang kia quá mức tàn ác, tràn ngập giết chóc, xúi quẩy, tàn bạo, thống khổ và đủ loại cảm xúc tiêu cực, tuy nhiên, khi nó sắp sửa tiếp cận thì đã bị kiếm ý của Lâm Nhất chém thành mảnh vụn. Kiếm ý của Lâm Nhất có thể chém vỡ hư vô, muốn đối phó với những ý chí tà ác này là chuyện hết sức dễ dàng. Vèo! Ông lão Ma Cương đứng bật dậy, lao đến. Chạm! Hộp đựng kiếm trên lưng Lâm Nhất lập tức bắn ra, duỗi tay liền cầm lấy táng hoa. Thanh tiêu tại thụ, tử diên hoa khai. Dưới gầm trời này, một kiếm chạm xuống. Lâm Nhất xuất kiếm, thúc giục hai đại kiếm quyết đến cực hạn, thu kiếm vào vỏ. Một loạt động tác lưu loát, không chút trở ngại. Đợi đến khi ông lão Ma Cương lao đến gần, táng hoa đã hoàn toàn tra vào vỏ, không lộ một chút ánh sáng nào. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Nhất nhìn thì có vẻ thờ ơ, nhưng trên thực tế hắn đã dốc hết sức. Không chỉ thúc giục hai đại kiếm quyết đến cực hạn mà còn thi triển kiếm ý thông linh đến cảnh giới đỉnh phong viên mãn, nếu có điều giữ lại thì hẳn là chưa sử dụng đến uy lực của Thương Long bất diệt mà thôi. Dường như đã dần nắm được tinh túy trong một chiêu này, phong lôi như sương mù,
kiếm tơ hóa kén, chỉ cần đủ nhanh, giai đoạn kiếm phong lôi hóa thành xương sẽ trôi qua trong chớp mắt, có thể trực tiếp dùng kiếm tơ giết địch, càng thêm khó mà phòng bị. Tuy nhiên, nếu số lượng quá nhiều thì vẫn có thể dùng kiếm sương mù để mê hoặc đối phương. Sau một hồi suy xét, Lâm Nhất mới thu hồi suy nghĩ. Nguy hiểm đã được hóa giải, cũng nên xem, mấy cái bảo dương gián linh phù này rốt cuộc cất giấu thứ gì. Lâm Nhất rất tò mò, rốt cuộc là dạng bảo bối gì mà phải dùng luyện chế linh phù để niêm phong. Vèo! Một cái bóng đen vụt qua, ngựa huyết long còn nhanh hơn hắn, thoáng cái đã xông đến xé rách linh phù. Lạch cạch! Ngay khi nắp dương bị ngựa huyết lâm mở ra, Lâm Nhất nhìn không được hít sâu một hơi, hoảng sợ không thôi. Soạt! Khoảnh khắc bảo dương mở ra, lập tức có linh quang huyết sắc cực kỳ chói mắt bắn ra, sộc thẳng vào mắt Lâm Nhất khiến hắn không cách nào mở mắt được. Ánh sáng quá mức chói lóa kia hoàn hoàn dung hợp với ánh sáng phát ra từ kiếm ý thông linh của Lâm Nhất, khoa trương hơn nữa chính là cùng với ánh hào quang đột ngột bắn ra kia, một luồng kinh khí mạnh mẽ và hùng hậu cũng lan ra. Chỉ trong một nhịp thở, lượng linh khí mà Lâm Nhất hấp thụ đã đạt đến tình trạng kinh người, toàn thân trở nên ấm áp. Mỗi một lỗ chân lông cùng tế bào đều toát lên hơi thở sảng khoái. Cùng lúc đó, khí tinh nguyên khủng bố nhanh chóng tràn ngập khắp mỗi ngóc ngách trong đại điện. Dù trên thiên lộ thì đây cũng là lần đầu tiên Lâm Nhất nhìn thấy khí tinh nguyên khoa trương đến thế, thật sự dồi dào đến mức khó tưởng. Sắc mặt Lâm Nhất biến hóa mất lượt, đợi đến khi ánh mắt dần quen với ánh sáng phát ra từ trong dương, hắn mới chăm chú quan sát. Bên trong bảo dương đặt một số đan dược to cỡ nắm tay trẻ con, mỗi viên đều bốc lên lửa đỏ rực. Thoạt nhìn, những ngọn lửa kia dường như là chất lỏng, trong lúc di động tỏa ra linh tính hùng hậu. Bề mặt đan dược có thể thoáng thấy những đường vân, dường như được phác họa một cách hoàn mỹ nhờ vào lực lượng của những ngôi sao giữa vũ trụ bao la. Thế cho nên, thứ đang phát ra ánh sáng phồn thịnh ở đây không phải là những viên thuốc, mà là những ngôi sao. Đan tinh nguyên. Khó khăn lắm Lâm Nhất mới lấy lại bình tĩnh, hắn nhíu mày ngẫm nghĩ, quả thật rất giống đan tinh nguyên. Chúng mang đến cho hắn cảm giác cứ như là đan tinh nguyên được phóng đại gấp bội lần, nhưng lực lượng tinh nguyên ẩn chứa trong đó lại không giống lắm. Chủ yếu nhất là ngọn lửa rực cháy trên bề mặt đan dược cùng với những đường vân kia vô cùng đặc biệt. Đan tinh thần. Bất giác, trong đầu Lâm Nhất lóe lên ba chữ này, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Lâm Nhất chỉ nghe Phương Thiếu Vũ đề cập đôi điều về đan tinh thần, đó là đan tinh nguyên do cao thủ cấp tinh quân khủng bố cô đọng trên thiên lộ. Mấy người Lâm Nhất cô đọng đan tinh nguyên khá đơn giản và thô ráp, chỉ dùng lực tinh nguyên ẩn chứa trong khoảng không gian này tiến hành ngưng kết lại. Nhưng cao thủ tinh quân chân chính có thể trực tiếp hấp thu sức mạnh tinh thần trong ngôi sao, sự chênh lệch đó là không thể so sánh được. Lại nói, mấy người Lâm Nhất cắn nuốt đan tinh nguyên thì vẫn phải luyện hóa thành chân nguyên của mình. Không cách nào vận dụng tinh nguyên trực tiếp được. Cao thủ tinh quân tuy không ở trên thiên lộ nhưng lại có thể cô đọng đan tinh nguyên bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, muốn luyện chế đan tinh thần thì độ khó lại khá lớn, chỉ khi ở trên thiên lộ mới dễ dàng hơn đôi chút. Muốn luyện hóa đan tinh thần, cao thủ tinh quân cần trực tiếp hấp thu sức mạnh tinh thần trong ngôi sao, sau đó dùng ngọn lửa tinh diệu không ngừng rèn luyện. Tại Đại Thế Côn Luân, muốn động đến ngọn lửa tinh diệu e là còn lâu mới nhẹ nhàng như ở trên thiên lộ. Ở thời kỳ hoàng kim thịnh thế thượng cổ, khi còn chưa tan vỡ, thiên lộ cũng không chia ra làm 9 nhánh. Khi đó, các bậc đại năng Côn Luân muốn luyện hóa đan tinh thần khá là dễ dàng, dù sao thì bất kỳ lúc nào cũng có thể bước chân lên thiên lộ. Nhưng khi thịnh thế sụp đổ, thiên lộ chia ra làm 9 nhánh, một phần lớn bị phong bế thì từ đó về sau. Muốn luyện hóa đan tinh thần là việc cực kỳ khó khăn, chỉ có thể lấy lui làm tiến, dùng khí tinh nguyên cô đọng thành đan tinh nguyên mà thôi. Đan tinh thần, vậy mà lại là đan tinh thần. Sắc mặt Lâm Nhất không ngừng thay đổi, theo như lời của Phương Thiếu Vũ thì thứ đồ chơi này cực kỳ hiếm thấy trên thiên lộ. Mỗi khi được đào lên từ di tích, thứ này đều dẫn đến sự tranh đoạt từ khắp các nơi, chém giết vô cùng thảm thiết, có thể nói là vô cùng chân quý. Một viên đan tinh thần có thể sánh với khí tinh nguyên ẩn chứa trong vạn viên đan tinh nguyên. Nhưng hiển nhiên, giá trị thật sự của nó thì không cách nào so sánh được, người có thể dễ dàng có được vạn viên, thậm chí trăm vạn viên đan tinh nguyên, nhưng muốn có được một viên đan tinh thần thì đó là chuyện chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Vèo!
Lâm Nhất duỗi tay, hút mạnh, chộp lấy một viên đan tinh thần đang rực cháy, hắn có thể cảm giác được khí tinh nguyên hùng hậu thiêu đốt trong đó. Thình thịch, trái tim của hắn lạc mất một nhịp, rồi bắt đầu nảy thật mạnh. Thật sự quá thuần túy, đan tinh nguyên do ta cô đọng trước đó quá mức thô ráp, so với thứ này thì chẳng khác gì một viên đất, hoàn toàn không thể so sánh được. Dù dùng 10 vạn viên đan tinh nguyên để đổi lấy một viên đan tinh thần này thì ta cũng không động lòng, bởi lẽ chúng vốn không phải cùng một cấp bậc. Khó trách phải dùng linh phù để phong ấn, nếu như đặt trong túi trữ vật, không bao lâu sau toàn bộ sẽ bị sói mòn, hóa thành đan tinh nguyên bình thường. Cạch! Lâm Nhất vội vàng đóng nắp dương lại, rồi dùng linh phù một lần nữa phong ấn, lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt quét qua một lượt. Chẳng lẽ hơn 100 cái bảo dương này đều chứa đan tinh thần? Một cái bảo dương chứa hơn 100 viên đan tinh thần, trên 100 cái bảo dương, vậy chẳng phải số lượng đan tinh thần ở đây phải hơn vạn rồi sao? Cạch, cạch, cạch. Động tác của ngựa huyết long liền một mạch, mở ra toàn bộ số bảo dương còn lại. Đều không ngoại lệ, bên trong chứa đan tinh thần rực lửa, sáng mù mắt người, khí tinh nguyên lan tràn trong không khí gần như cô đọng thành sương mù. Quá khoa trương. Một người một ngựa nhìn mà hoa mắt. Cứ như vậy, chỉ một thoáng há hốc mồm kinh ngạc, khí tinh thần trong đan dược đã sói mòn không ít, Lâm Nhất giật mình bừng tỉnh, trầm giọng nói, lấy. Chỉ một chữ, lấy. Đem đi hết, không chừa dù chỉ là một viên. Lâm Nhất và ngựa huyết long chia ra, sau khi dùng linh phù một lần nữa phong ấn dương thì lập tức dùng tốc độ tia chớp chuyển chúng vào túi trữ vật. Thỉnh thoảng bọn họ lại liếc nhìn nhau. Một người một ngựa cười đến không khép được mồm. Cảm giác này, chỉ có thể hiểu mà không cách nào diễn tả được bằng lời, thoải mái. Dù là người bình tĩnh như Lâm Nhất thì lúc này cũng khó mà giữ được tỉnh táo, nói chi ngựa huyết long vốn là một đứa ngốc tham tài. Phút chốc, toàn bộ bảo dương trong đại điện đã bị lấy sạch. Ngựa huyết long hít sâu một hơi, hấp thu toàn bộ khí tinh nguyên cô đọng thành sương mù trong đại điện. Đến khi nó mở mắt ra thì lộ vẻ hài lòng vỗ vỗ bụng. Còn chưa hết, ngựa huyết long dọn sạch tất cả những thứ trong đại điện, kể cả cái bồ đoàn mà ông lão Ma Cương từng ngồi trước đó. Thoáng chốc, đại điện trở nên trống trải, cứ như bị ai đó thẻ lưỡi liếm sạch. Lâm Nhất khinh bỉ liếc nhìn nó, mở miệng nói, lên tầng 2. Lầu bảo tàng có 3 tầng, hiện tại mới là tầng thứ nhất, không biết tầng thứ 2 còn có thứ tốt gì. Tuy nhiên, theo như suy đoán của Lâm Nhất thì chắc không phải thu hoạch khổng lồ gì, bảo dương ở tầng 1 có vẻ như là nội tình của gia tộc này, bảo vật tầng thứ 2 chắc hẳn là truyền lại cho hậu bối. Ngựa huyết long đảo mắt, lúc sắp đi, nó còn lục lọi thi thể của lão Ma Cương một lượt. Cho đến khi lấy được một con dao găm còn chưa ra khỏi vỏ, nó mới hí hửng cười. Lâm Nhất quay đầu nhìn, khóe miệng không khỏi co giật. Ngựa huyết long rút dao găm ra. Một luồng sáng âm u lập tức bao phủ khắp đại điện, tia sáng sắc lạnh khiến mí mắt người không khỏi máy mạnh, đồng thời, trên thân của nó cũng bắt đầu hủ hóa trong thời gian ngắn. Đạo binh. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên tia khác thường, chắc chắn là đạo binh, có lẽ kém hơn roi tử diễm lôi hoàng, nhưng với ngựa huyết long mà nói thì rất thích hợp, dùng thứ này có thể giúp nó gia tăng sức mạnh. Meo, meo, meo. Ngựa huyết long nhìn không được nhe răng cười khoái chí. Có điều nó đã quên, giờ nó đang ở trong hình thái một con mèo, nên nụ cười vốn có phần bá khí và điên cuồng kia nghe qua lại hết sức buồn cười. Nghe thấy âm thanh, ngựa huyết long vội ngậm miệng lại, ánh mắt có hơi sầu muộn. Ha ha ha, đi thôi. Lâm Nhất bật cười ha ha, rồi dẫn đầu tiến lên phía trước. Ngựa huyết long phun ra túi trữ vật, cất kỹ con dao găm kia, rồi mới nhanh chân đuổi theo Lâm Nhất. Bên kia. Trần Khung và Tiên Vân Chân liên thủ, ra sức chém giết Ma Cương, tuy số lượng có hơi nhiều, nhưng nói gì thì nói, hai người họ vẫn là nhân tài kiệt xuất của giới vực cao cấp, nên trận chém giết này không tính là quá sức, có điều, thời gian khá dài khiến cả hai đều cảm thấy hơi mệt mỏi. Đột nhiên, hai người đồng loạt dừng bước, ngước mắt nhìn về phía trước, trong mắt lóe lên tia khác thường, sắc mặt kinh ngạc không thôi. Người có ngửi được không? Đan tinh thần. Trên lối đi, cả hai đều cảm nhận được khí tức của đan tinh thần, gần như mỗi một lỗ chân lông trên cơ thể đều cảm thấy ấm áp, thoải mái không nói nên lời. Quá khoa trương, cách xa như thế mà vẫn dồi dào đến mức này,
sợ rằng số lượng đan tinh thần rất khủng bố. Hai người vốn là nhân tài kiệt xuất của giới vực cao cấp, đương nhiên biết được đan tinh thần, thậm chí bọn họ còn hiểu rõ về nó hơn Lâm Nhất, chỉ cần cảm nhận một chút khí tức là có thể nhanh chóng đoán được vị trí. Xem ra còn cách chủ điện không xa, lần này phát tài rồi, ông trời ơi, thật đáng kinh ngạc. Ánh mắt Trần Khung nóng rực, lộ ra nụ cười điên cuồng, phấn khích đến mức nói năng lộn xộn. Vẻ mặt Tiên Vân Chân bình tĩnh, chỉ là ánh mắt nóng bỏng đã bán đứng tâm tư của hắn ta. Nhưng so với vẻ mặt khoa trương của Trần Khung, ít nhiều cũng thận trọng hơn chút, hắn ta khẽ cười nói, người đoán bây giờ Lâm Nhất sống hay chết. Trần Khung nghe vậy cười nói, Vân Chân, xem ra ngươi thật sự có khúc mắc rất sâu với hắn. Hắn có chút thực lực có lẽ không chết được, nhưng hai ta lấy hết bảo vật ở điện chính trước, đợi hắn vất vả giết đến điện chính, không còn gì để lại cho hắn, có lẽ vẻ mặt hắn sẽ rất đặc sắc. Đi! Tiên Vân Chân nghe vậy cười lớn. Bóng dáng hai người lóe lên, tiến nhanh đến điện chính, càng đến gần, tâm trạng lại càng kích động. Đây phải có bao nhiêu viên đan tinh thần? Hay là mấy nghìn viên? Trong lòng hai người thấp thỏm khẩn trương, dù là nhân tài xuất chúng ở giới vực cao cấp, lúc này cũng không thể bình tĩnh. Nhưng ngay khi chân chính đặt chân tới điện chính, nụ cười trên mặt bọn họ lập tức cứng đờ. Điện chính rộng lớn trống trơn, sàn nhà sạch sẽ như được lau chùi, trừ không khí còn lại một ít khí tức chứng minh đan tinh thần từng tồn tại ra, không hề sót lại thứ gì. Sao lại như vậy? Trần Khung tròn mắt, cả người sững sờ. Mất hồn lạc phách. Sắc mặt Tiên Vân Chân thay đổi không ngừng, khó coi vô cùng, một lúc lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi nói, Lâm Nhất, nhất định là hắn. Trống rỗng. Không còn gì cả. Điện chính tầng 1 của lầu bảo tàng, rõ ràng còn giữ lại khí tức của đan tinh thần, rõ ràng có dấu vết còn lại của bảo vật. Nhưng bây giờ lại trống rỗng, sạch sẽ không một hạt bụi, nói câu khó nghe là không còn sót cọng lông nào. Chết tiệt. Sao có thể như vậy? Trần Khung hoàn toàn sửng sốt, lẩm bẩm, rõ ràng ta đã cảm ứng được khí tức của nhiều đan tinh thần như vậy, ít nhất phải có 100 viên. 100 viên đan tinh thần, chỉ nghĩ thôi, trái tim Trần Khung cũng không thể bình tĩnh được. Đây là bảo vật đủ để khiến yêu nghiệt của giới vực cao cấp đánh nhau, thậm chí không tiếc mạng tranh giành. Ở đại thế tên là Côn Luân ấy, cao thủ tinh quân muốn luyện chế một viên đan tinh thần phải mất 30 ngày. Thời gian của cao thủ tinh quân quý giá đến thế nào, cần phải tốn 30 ngày mới có thể luyện chế được một viên đan tinh thần, nghĩ thôi đã khiến người ta điên cuồng. Dù là thịnh thế hoàng kim thượng cổ, những tinh quân đó luyện chế một viên đan tinh thần ở con đường thông thiên cũng phải mất nửa tháng. Tính như vậy, một cao thủ tinh quân dù có bế quan cả năm cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế được mấy chục viên đan tinh thần. Trừ khi là đại năng tinh quân đỉnh cao chân chính. Tốc độ luyện chế mới có thể nhanh hơn một ít. Còn bây giờ, con đường thông thiên hoàn toàn không có ai có thể luyện chế đan tinh thần, mức độ quý giá còn cao hơn thời thượng cổ. Trần Khung sắp phát điên, hắn ta thực sự không thể nhẫn nhịn, một tài sản lớn như vậy lại biến mất ngay trước mặt mình. Nếu không biết thì còn được, nhưng bây giờ hắn ta không những biết, mà trước đó còn ôm ý nghĩ vô cùng to lớn. Loại mất mát đó đã không thể dùng lời để hình dung. Tiên Vân Chân ở bên cạnh sắc mặt cũng không tốt hơn, chỉ là hắn ta bình tĩnh hơn Trần Khung, sắc mặt âm trầm, nói, Lâm Nhất, nhất định là Lâm Nhất, chắc chắn là hắn, không thể nào còn có người thứ hai dọn sạch đan tinh thần ở nơi này. Tinh thần Trần Khung bình ổn lại, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc thật sự là hắn. Không thể nào, với thực lực của hắn sao có thể đi trước chúng ta? Tiên Vân Chân lạnh giọng nói, ta cũng không muốn tin. Lầu tàng bảo này chỉ có hắn vào trước chúng ta. Nhìn dặm quanh đây, ta không cảm ứng được sự tồn tại của nhân tài giới vực cao cấp nào khác. Trừ hắn ra, còn có thể là ai? Trừ hắn ra còn có thể là ai? Lời này Tiên Vân Chân rất không muốn nói ra, cảm giác như mình tự vả mặt mình, trên mặt đau rát. Trước kia hắn ta suy đoán liên tiếp hai lần, Lâm Nhất khó mà tiến bước trong lầu tàng bảo, nhưng kết quả lại bị hắn tát vào mặt mình. Thằng nhóc đó đúng là không thể xem thường. Thật sự là hắn sao? Trần Khung mất hồn lạc phách nói, nhưng cũng đừng làm tới cùng như vậy chứ, ngay cả cộng lông cũng không dư lại. Tiên Vân Chân lạnh lùng quát lên, ngươi còn nói vừa rồi không phải ngươi cũng bảo dọn sạch chỗ này,
xem vẻ mặt của hắn đặc sắc thế nào sao. Ta! Sắc mặt Trần Khung đỏ lên, lập tức xấu hổ không thôi. Đúng là miệng quạ đen, tốt không linh xui thì linh, muốn xem trò cười của người khác, kết quả mình lại thành trò cười. Nhưng lại không thể cười nổi, Trần Khung vô cùng hổ thẹn, tức giận nói, tên khốn đó, hai ta cũng quên mất hắn là kiếm khách, còn là kiếm khách nắm giữ kiếm ý thông linh, rất giỏi khắc chế ma cương. Phải nhanh chóng đuổi theo hắn mới được, nếu không hai ta thật sự sẽ bị hắn bỏ xa. Đường đường hai nhân tài của giới vực cao cấp, nếu bị một thằng nhóc của huyền hoàng giới đùa bỡn, trò cười này sẽ rất khó coi. Đợi một lát, Tiên Vân Chân gọi Trần Khung đã co chân muốn đuổi theo. Ý gì? Trần Khung khó hiểu hỏi, bây giờ còn đợi gì nữa? Tiên Vân Chân nhìn hắn ta giống như nhìn kẻ ngốc, nói, ngươi ngu à, chỗ này nhiều lối rẽ như vậy, ngươi tùy tiện đi vào lối nào cũng sẽ bị ma cương vây công. Phải tìm được con đường mà hắn đi, nếu không mãi mãi cũng không thể đuổi kịp hắn. Tâm tư hắn ta rốt cuộc cũng tinh tế hơn nhiều, một lời làm tỉnh người trong mộng, Trần Khung bừng tỉnh. Nhưng ở đây có quá nhiều lối rẽ, tìm kiếm cũng hơi rắc rối, song chung quy cũng đã có một tia hy vọng đuổi kịp đối phương. Trong điện chính ở tầng 2 lầu tàng bảo, một người một mèo sớm đã giết đến nơi. Trảm thiên tam kiếm, kén lôi. Hai trưởng lão ma cương thủ các nổ tung thành vô số mảnh vụn trước mặt Lâm Nhất. Kén lôi này càng ngày càng thuần thục. Lâm Nhất đưa táng hoa vào vỏ, đặt vào hộp đựng kiếm trở lại, quan sát điện chính của tầng thứ 2. Khác với bảo dương trong tầng 1, điện chính tầng 2 xếp đầy các loại võ học tạo hóa, nhìn kỹ lại thì có đến mấy chục cuốn. Xem kỹ một phen, đa số đều là võ học tạo hóa hạ phẩm và trung phẩm, võ học tạo hóa thượng phẩm rất ít ỏi. Còn võ học tạo hóa cao cấp thì xem xong hoàn toàn ngay cả bóng dáng cũng chẳng thấy. Đừng nói là võ học tạo hóa cao cấp hoàn chỉnh, ngay cả tàn quyển cũng không thấy. Nhưng Lâm Nhất vẫn chọn ra mấy cuốn võ học tạo hóa cao cấp đó, sau đó cẩn thận cất đi. Số này ở bên ngoài cũng là một tài sản cực kỳ khổng lồ. Lâm Nhất phải để lại cho những người bạn ở huyền hoàng giới như Phương Thiếu Vũ, Trúc Thanh Sơn, có một số võ học tạo hóa đủ để họ có tư cách độ kiếp. Vù. Ngay khi hắn đang suy nghĩ, một tia sáng lướt qua, Lâm Nhất đưa tay bắt lấy. Là một miếng ngọc giản mà huyết long mã ném tới, đó là nó lục được từ trong thi thể của trưởng lão thủ các. Trục nhật thần quyết cuốn thiên phách, võ học tạo hóa cao cấp, cấp đế giả. 500 năm trước có dị nhân đuổi theo mặt trời, một đường bôn ba uống nước cửu giang, dừng ở biển Thăng Cốc, ngộ đạo mà chết. Trước lúc chết để lại 1000 chữ thần quyết. Chữ nào chữ nấy như thần, đều có đại đạo, tiên tổ tộc ta có được 100 chữ, ngộ ra trục nhật thần quyết. Thân pháp này trong cuốn thiên phách được gọi là thập huyền bộ, tương ứng với 9 loại biến hóa của thần thú kim ô, cần phải đạt cảnh giới thiên phách tầng 2 mới có thể tu luyện. Công pháp nối tiếp cuốn thiên phách trở lên đã vượt trên tạo hóa, cần phải thông qua khảo nghiệm của gia tộc chính mới có thể tu luyện, nếu không đủ thiên phú không kiến nghị tu luyện. Một chuỗi thông tin xuất hiện trong đầu Lâm Nhất. Khiến hắn ngơ ngác một lúc lâu. Thú vị. Thật là thú vị. Thất huyền bộ và công pháp kế tiếp Đằng Vân Quyết mà hắn tu luyện đều đến từ trục nhật thần quyết. Hắn hoàn toàn không ngờ có một ngày lại có được trục nhật thần quyết chân chính. Nhưng ở con đường thông thiên này, chuyện không thể lại biến thành hiện thực. Còn nhớ ngày đó nhận được thất huyền bộ ở Lăng Tiêu Kiếm Quyết, bên trong ghi chép thời thượng cổ có thần nhân đuổi theo mặt trời. Nhưng đến đây lại chỉ là 500 năm trước có dị nhân đuổi theo mặt trời, hơn nữa còn để lại ghi chép tường tận hơn. Dị nhân đuổi theo mặt trời, ngộ đạo mà chết, để lại 1000 chữ thần quyết, trục nhật thần quyết chỉ là nội dung của 100 chữ trong đó. Sáng nghe đạo, tối có thể nhắm mắt xuôi tay. Sâu trong nội tâm Lâm Nhất vô cùng chấn động, thời kỳ thượng cổ thịnh thế hoàng kim đúng là kỳ nhân xuất hiện liên tiếp, rốt cuộc là một thời đại như thế nào? Nhưng thời đại huy hoàng như vậy, cuối cùng vì sao lại hủy diệt? Một lúc lâu sau Lâm Nhất mới bình tĩnh lại, theo hắn thấy, có lẽ gia tộc này rất tài giỏi, nhưng vào thời thượng cổ không thể tính là mạnh, chỉ là một gia tộc con mà thôi. Đồ ngốc ngươi, đúng là giỏi lục soát thi thể. Lâm Nhất nắm chặt ngọc giản, nhìn về phía huyết long mã, không nhịn được cười nói, đúng là soát hiền rồi. Nhưng may là có nó, nếu không... Tầng này sẽ phải tay không ra về. Đợi đã.
Bỗng nhiên Lâm Nhất nghĩ tới gì đó, cảnh giới thiên phách tầng 2 mới có thể tu luyện. Không khỏi thở dài, thật là xa xôi. Sớm nghe nói võ học tạo hóa cao cấp có yêu cầu cảnh giới tu vi rất cao, không được tùy ý tu luyện, bây giờ xem như chân chính hiểu được rồi. Đi thôi. Đợi huyết long mã quét sạch điện chính tầng 2, Lâm Nhất ôm nó lên, đi về phía tầng 3 của lầu tàng bảo. Nửa canh giờ sau, trong điện chính trống trơn, hai bóng người vội vã chạy tới, là Trần Khung và Tiên Vân Chân. Hai người đều tức nghẹn, sắc mặt nghiêm nghị, căng thẳng cực kỳ. Nhưng nhìn thấy đại điện trống trơn, không còn lại thứ gì, bọn họ gần như sụp đổ. Chết tiệt, lại bị tên khốn đó dọn sạch mọi thứ. Sắc mặt Trần Khung khó coi, không nhịn được chửi mắng. Tiên Vân Chân nhìn quanh bốn phía, trầm ngâm nói, nơi này có lẽ là trưng bày võ học tạo hóa thời thượng cổ, dù là võ học tạo hóa bình thường, giá trị cũng không thể đo lường. Không nghi ngờ gì nữa, võ học tạo hóa ngày nay chắc chắn không thể so sánh với thời kỳ thượng cổ thịnh thế hoàng kim. Cùng một phẩm cấp, trừ khi nó từ thánh địa đỉnh cấp đương thời, thua kém ít nhất là gấp 2 lần. Nếu võ học đó ở thời kỳ thượng cổ cực kỳ lợi hại, e rằng thua kém tới 10 lần cũng không khoa trương. Hết rồi, hết cả rồi, cái gì cũng không còn. Trần Khung chưa từ bỏ hy vọng, tìm kiếm ở mỗi ngóc ngách một lượt, xem có vách ngăn bí mật hay con đường bí mật gì không. Đừng nói, đúng là có vài vách ngăn bí mật được hắn ta tìm thấy. Nhưng tiếc là còn chưa kịp cười thì phát hiện trong vách ngăn bí mật có vài vết móng vuốt sắc bén. Đồ vật trong đó rõ ràng vừa mới bị lấy đi không lâu. Hắn ta tức đến mức suýt chút nữa nôn ra máu. Có cần vét sạch thế không? Mẹ nó, cả cọng lông cũng không còn, xác chết cũng không buông tha. Tiên Vân Chân nén nhịn cơn buồn nôn mò tìm trên hai thi thể ma cương, kết quả không tìm được gì, lập tức không còn giữ được phong độ bình tĩnh ngày thường, chửi tục một câu, tức đến mức tay run rẩy. Tìm thêm đi. Ta không tin ở điện chính to lớn như vậy mà không còn sót lại gì. Hai người đen mặt, lật tung cả điện chính, nhưng đừng nói bảo vật, ngay cả hộp đựng bảo vật cũng không thấy cái nào. Hai người tuyệt vọng đến mức hoài nghi nhân sinh. Đi, tuyệt đối không thể để hắn đi khỏi tầng thứ ba, ta phải bắt hắn ói ra hết. Tiên Vân Chân và Trần Khung đã triệt để nổi giận, nén nhịn cơn tức nhanh chóng đuổi đến tầng ba lầu tàng bảo. Tầng ba lầu tàng bảo. Có lẽ ở thời đại thượng cổ xưa kia, số tầng của lầu tàng bảo còn cao hơn cả đại điện tông môn của Lăng Tiêu Kiếm Các, nhưng bây giờ chỉ còn lại 3 tầng dưới. Trên đỉnh điện chính, thậm chí có thể thấy vết nứt, vách tường xung quanh cũng có lỗ hổng vỡ vụn. Điện chính trong tầng 3 là một hầm rượu. Khoảnh khắc một người một mèo tiến vào, tinh thần sảng khoái, đắm chìm trong hương rượu nồng đậm đó. Lâm Nhất cảm thấy cơ thể hơi lâng lâng. Dường như hồn phách sắp rời khỏi cơ thể, cả người mềm nhũn. Ngược lại huyết long mã nhắm mắt, lộ ra dáng vẻ say rượu, vô cùng tự đắc. Hương rượu nồng thật. Lâm Nhất dùng kiếm ý đánh thức bản thân, khẽ giọng thở than. Hương rượu say người, so với hầu nhi tử mà hắn thu hoạch trước kia còn ngon hơn gấp mấy lần, khiến người ta có xung động muốn say một phen, không nỡ dùng kiếm ý đánh thức bản thân, đúng là tuyệt diệu. Nếu Lưu Thương ở đây, có lẽ sẽ rất thích. Không gian hầm rượu rộng rãi, lớn hơn rất nhiều so với điện chính tầng 1 và tầng 2. Mỗi một ngóc ngách của điện chính bày biện bầu rượu và chén rượu phong cách khác nhau, có kim loại, có gỗ, có xương, có sứ, có thủy tinh. Trong hầm rượu có thể cảm nhận được rõ ràng rượu nặng trĩu, nhưng tất cả đều bị phong ấn trong thủy tinh trong suốt. Huyết long mã phóng nhanh đến, đấm một quyền vào đó. Nó ngay tức khắc bị đánh bật trở về, cơ thể béo mập mềm dẻo như quả bóng da lăn đi thật xa. Thủy tinh trong suốt phong ấn chỉ nứt ra một khe nứt nhỏ, nhìn ra được tuy năm tháng lâu dài, nhưng phong ấn và cấm cố vẫn có uy lực không nhỏ. Ở chính giữa hầm rượu có một tửu trì đúc bằng băng. Lớp băng này không biết là phẩm chất gì, trông bóng loáng như bạch ngọc, kết hợp với hoa văn nào đó tỏa ra luồng khí tiên linh. Nhưng khí lạnh bốc lên bên ngoài tửu trì khiến người nhìn cảm thấy lạnh sống lưng, rét lạnh thấu xương. Rắc! Có tiếng nứt vỡ vang lên, Lâm Nhất quay đầu nhìn lại. Quả thật huyết long mã ra tay không thành, bèn lấy một con dao ra, bóng dáng lóe lên, dao đâm nứt pha lê thủy tinh. Lớp thủy tinh kín bưng xuất hiện một khe nứt, huyết long mã cười lấm lét, cơ thể mềm dẻo chui vào trong,
sau đó lấy bầu rượu được phong ấn bên trong nốc vào miệng. Lâm Nhất mỉm cười, thu hồi tầm nhìn. Ánh mắt hắn dừng ở tửu trì ở chính giữa điện chính, do dự một lúc, tiến về phía trước. Soạt, phịch. Cách tửu trì gần 10 mét, Lâm Nhất quỳ một gối xuống, ngẩng đầu nhìn, trong mắt đã mở sương mông lung. Đôi mắt trong veo sâu sắc trở nên mê loạn, có thêm khí chất ma mị bình thường khó thấy. Nếu là nữ, chắc chắn sẽ cực kỳ si mê ánh mắt này. Nếu còn tiếp tục như vậy, mình sẽ phải bò đi mất, trong tửu trì này rốt cuộc là thứ gì? Lâm Nhất quỳ một chân, trong lòng thầm kinh hãi. Kiếm ý thông linh dần dần lan tỏa trên người Lâm Nhất, đôi mắt mê loạn dần dần trong sáng trở lại, men rượu trong cơ thể dần dần bị xua tan. Động tác Lâm Nhất rất chậm, không dám sơ suất. Trước kia chỉ có đối diện với uy áp của cao thủ mới khó khăn như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên hắn bị men rượu làm chật vật thế này. Rượu ngon. Lâm Nhất đứng lên trở lại, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi thở ra. Mình lại muốn xem, trong tửu trì này rốt cuộc giấu cái gì. Hai mắt Lâm Nhất nghiêm lại, thôi thúc kiếm ý thông linh đỉnh phong viên mãn đến cực hạn, tiếp tục đi về phía tửu trì. Đợi đến khi đến gần, Lâm Nhất cảm thấy Long Văn Tử Điện trên người cũng bị luồng hàn ý này đóng băng. Lạnh quá. Không dám có tâm tư xem thường. Lâm Nhất khẽ phất tay áo, hàn khí như sương bên ngoài tửu trì từ từ tan đi. Soạt, sương mù lui đi, một ngọn lửa màu vàng dần dần hiện ra trong tửu trì, trông giống với bức tranh hạo nhật trong sách đang dần dần mở ra, vô cùng kỳ diệu. Đợi đến khi sương mù tan đi hết, ánh lửa màu vàng giấu trong đáy nước giống như một vầng hạo nhật thường tồn. Nhìn thì rất gần, nhưng lại cho người ta cảm giác rất xa xôi. Trong lúc Lâm Nhất đang nghi hoặc, ánh lửa màu vàng trong nước không ngừng chuyển động, trong lúc chuyển động giống như trăm hoa đua nở. Soạt! Một khắc sau, ánh lửa hoàn toàn nở rộ, bay ra khỏi mặt nước, bổ nhào đến chỗ Lâm Nhất. Nhìn kỹ lại, đó là một con kim ô, thần điểu kim ô sinh ra mặt trời trong truyền thuyết. Hỏng bét! Lâm Nhất biến sắc, phát hiện con kim ô đang bổ nhào tới này thần vận quá hoàn hảo, đến nỗi khiến hắn không động đậy được, ngay cả kiếm ý cũng bị phong cấm. Nếu bị nó ập tới chắc chắn sẽ bị thiêu thành cho bụi. Phừng. Đáy nước trong vắt, không nhìn thấy ánh lửa vừa rồi nữa, mà xuất hiện một bầu rượu và một cốc rượu màu tím. Bầu rượu tinh xảo mà cổ xưa, toát ra khí chất tao nhã, cốc rượu màu tím thì giống như pha lê tím, đẹp đến mức không lời nào tả xiết. Hóa ra là ngươi làm loạn. Lâm Nhất lẩm bẩm, lấy bầu rượu và cốc rượu ra. Khi nhìn thấy hình rồng thanh long in trên bầu rượu, hắn nghĩ ngợi, hình như trên mỗi bầu rượu được phong kín trong thủy tinh nơi mỗi ngóc ngách ở hầm rượu này đều có in hình rồng. Chẳng lẽ rượu nơi đây là rượu ngon long tộc, nói cách khác là rượu thần long trong truyền thuyết. Cái gọi là rượu thần long, không phải để chỉ một loại rượu, mà là chỉ tất cả rượu ngon của long tộc. Nhưng vì rượu ngon của long tộc quá nổi tiếng, được hậu thế gọi chung là rượu thần long. Sau khi thượng cổ thịnh thế hoàng kim hủy diệt, ngày nay thế gia có thể ủ ra rượu thần long ở đại thế phương đó đã rất hiếm có. Khi xưa danh tiếng của rượu ngon long tộc vang xa, chỉ có khách tôn quý nhất đến mới được dâng lên. Nhưng bầu rượu này hình như có hơi khác. Lâm Nhất mở bầu rượu ra một ít, nhìn thấy dưới đáy có nét chữ rất xa xưa, lờ mờ có thể nhận ra đó là chữ mạch. Mạch gia. Trong lúc Lâm Nhất suy nghĩ, huyết long mã vang lên tiếng nức nở. Hắn quay đầu nhìn lập tức không nhịn được cười. Huyết long mã uống hơi nhiều, bụng căng lên, lúc muốn chui ra khỏi tủ thủy tinh đóng kín, vừa khéo bị kẹt ở trong đó. May là da nó thô, nếu không đã bị cứa cho máu chảy đầy người. Lâm Nhất thấy nó giống như đã uống say, nhất thời không ra được, bèn búng ngón tay. Rắc! Thủy tinh vốn đã bị nứt ra, ngay lập tức bị kiếm khí bắn tới làm vỡ tan, huyết long mã lăn ẩm xuống đất. Nó hoang mang ngẩng đầu lên, giống như mới tỉnh mộng, rõ ràng vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đồ ngốc này! Lâm Nhất cười, không quan tâm nó nữa. Cất bầu rượu và cốc rượu đi, ánh mắt Lâm Nhất dừng trên nước tửu trì. Có lẽ khi xưa nước trong tửu trì là nước bình thường, nhưng được hương rượu thấm nhuần quanh năm, trở nên cực kỳ siêu phàm, lắng đọng linh khí cực kỳ đậm đặc. Hình như hơi lãng phí, dứt khoát luyện hóa luôn đi. Lâm Nhất vào sâu trong tửu trì, khoanh chân ngồi xuống trong nước,
xác thịt lập tức lạnh băng. Nhưng khi tửu khí chứa trong nước đi vào cơ thể, ngay lập tức xua tan cái lạnh ấy, lục phủ ngũ tạng, xương cốt và máu, mỗi một tế bào trên cơ thể giống như đang bị lửa thiêu. Lách, tách, tiếng nổ vang lên trong cơ thể Lâm Nhất, giống như tiếng giang đậu không ngừng nổ ran. Một khắc sau, cơ thể mỏng manh của Lâm Nhất căng lên với tốc độ rất nhanh. Chân nguyên trong cơ thể tăng lên quá nhanh, dẫn đến trong thời gian ngắn xác thịt không chịu đựng nổi. Lâm Nhất vội vàng vận chuyển hai đại kiếm quyết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 114.